Chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với Kinh Đô Việt Nam. Và ngày hôm nay thì mình sẽ mang tới cho các bạn một bộ kit sản phẩm giúp bạn có thể chụp hình các sản phẩm ở trong nhà. Cùng xem nào. Và đây chính là bộ kit Nanlite Compact 20, gồm 3 cái đèn nhỏ cùng với một bàn chụp sản phẩm. Với bàn này thì bạn có thể đi kèm với 5 phông nền khác nhau, giúp bạn có thể thay đổi tùy theo từng trường hợp của mình. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng xem thêm nhé. Chiếc đèn này thì đầu tiên là chúng ta sẽ có một cái chân đứng cao để chụp ánh sáng từ trên xuống. Và tiếp theo là sẽ có hai cái chân hình chữ H. Các bạn có thể di chuyển rất là linh hoạt tùy theo từng trường hợp, tùy theo cái bàn nó rộng hay là nó nhỏ. Và cách sử dụng đèn rất là dễ dàng, với một thao tác bấm, mở và tắt, thế là bạn có thể sử dụng ngay. Và nguồn ánh sáng mà chúng ta cung cấp chính là ánh sáng trắng, giúp các bạn có thể phản chiếu hình ảnh lên sản phẩm một cách tốt nhất và rõ ràng. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng trải nghiệm sản phẩm nhé. Qua những gì mà mình vừa chia sẻ thì bạn cảm thấy bộ sản phẩm này như thế nào? Hãy comment bên dưới và cho mình biết ý kiến của bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Tạm biệt.